Thu Phương, em đúng là Thu Phương rồi. Thu Phương à, vì tại sao lúc trước gặp anh á, anh lại né mặt, em không nhận anh là người thân của mình vậy? Hay là em còn giận anh chuyện cũ hả? Giận anh? Chỉ là tôi không muốn gặp mặt anh, không muốn đối diện với cái quá khứ đó. Tôi nhớ dì Thiêu, nhưng không bao giờ muốn gặp mặt anh. Anh có biết anh đã gây ra điều gì cho cuộc đời của tôi hay không? Anh biết. Anh biết lỗi của mình. Tội của anh là lớn lắm. Anh xin lỗi em. Nhưng em biết không, khi em bỏ đi đó, anh cũng liền bỏ đi theo em. Anh không chịu nổi, anh không chấp nhận được cái cảm giác day dứt đó. Anh cũng khổ sở lắm. Em cứ nghĩ đi, một thằng bất tài vô dụng như anh, suốt bao nhiêu năm trời phải lang thang, không việc làm, không nhà cửa. Em biết là anh khổ sở cỡ nào không hả Thu Phương? Bây giờ gặp được em rồi, Thu Phương, anh chỉ mong em tha thứ cho anh chuyện cũ. Tha thứ? Anh còn có đủ can đảm để yêu cầu tôi tha thứ cho anh nữa hả? Em sao vậy Thu Phương? Sao em cố chấp quá vậy? Hả? Anh đã mở miệng xin lỗi em rồi. Nè, bây giờ em nghĩ đi, em nhìn lại anh nè. Cũng tại vì ai? Vì ai mà bây giờ anh mới như vậy hả? Anh phải khổ sở lắm chứ. Còn em bây giờ thì sao? Nè, bây giờ nhà cao cửa rộng, em giàu quá rồi đúng không? Chẳng lẽ tha thứ chuyện cũ cho anh cũng không được sao? Bộ anh nghĩ là tôi cứ sống đơn giản như vậy rồi sẽ có được ngày hôm nay hả? Đủ rồi đó, tôi không muốn đứng đây đôi coi với anh chuyện cũ nữa. Nói đi, sao anh biết nhà tôi ở đó? Anh muốn cái gì? Anh không muốn cái gì đâu. À, thì chẳng qua anh em mình lâu quá không gặp, bây giờ anh muốn được gặp em thôi. Còn cái chuyện mà anh biết nhà em á hả? Vô tình thôi, anh có một người bạn, người đó chạy xe ôm, chú Văn đó. Chú mà em thuê làm thầy pháp để hù ma người ta, nhớ không? Chú Văn chỉ kể là cho anh nghe và chỉ nhà em thôi, chứ đâu có gì đâu. Anh còn biết chuyện gì nữa? À, không không không, anh không có biết gì hết á. Anh chỉ biết là theo như là chú Văn kể á, em bây giờ là một cô gái rất giàu, tiền bạc nhiều lắm. Em thuê chú Văn làm thầy pháp tới nhà một cái nhà giàu nào đó nữa để hù ma người ta, nói là trong nhà đó có ma. Dạ. Em trả cho chú Văn rất nhiều tiền. Mục đích nhiều tiền đó là để cho chú Văn im họng lại, không nói điều đó cho bất kỳ một ai biết. Và bây giờ anh tới đây đòi tiền tôi để bịt miệng đúng không? Ồ, không 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 không. Đừng có nghĩ anh như vậy. Anh đâu phải là con người như vậy, em biết tính anh mà đúng không? Có nghe nè, anh nói thiệt nha, dạo này á anh đang kẹt quá, cần một số tiền lớn lắm. Nếu mà không có số tiền đó đó, cái mạng sống của anh không còn đâu. Tụi nó sẽ lấy mạng của anh đó. Em giúp giùm anh đi, em cứu giùm anh cái mạng này nha Thu Phương. Anh đang nỉ em luôn á, cứu giùm anh cái mạng này đi Thu Phương ạ. À, im lặng hả? Đồng nghĩa không đồng ý. Em cứ không đồng ý đi, đừng ép anh đến bước đường cùng. Anh nói trước, anh mà đến bước đường cùng, lúc đó
anh sẽ hoảng loạn. Em biết rồi, con người anh nó nhát lắm. Anh chưa bảo đảm là cái miệng này nè, anh sẽ im lặng được. Anh sẽ không nói bất cứ điều gì. Anh không dám bảo đảm với em nha. Quá khứ của mình sao ta? Em vẫn còn nhớ quá khứ của mình chứ? Lúc đó anh sẽ nói cho thằng bạn trai em biết. Và anh nghĩ nó cũng đủ thông minh và làm những gì. Em cứ yên lặng đi. Số điện thoại của anh nè. Kẻ đã từng khiến con đau khổ giờ đã xuất hiện rồi. Cái quá khứ đó con đã muốn quên rồi mà. Anh có muốn kiếm tiền không? Cuộc họp hôm nay tạm thời kết thúc ở đây. Các phòng ban hãy về phổ biến công việc của mình. À, mọi người nhớ sẵn sàng cho việc liên kết với công ty B&B và tiếp đón nhà thiết kế Minh Vi qua công ty của mình làm việc vào đầu tuần tới. Mọi người có thể về. Em sao vậy? Có chuyện không vui hả? Không có gì. Chỉ là em có một chút thắc mắc. Đúng là chiến dịch quảng bá của công ty mình và công ty B&B rất thành công. Nhưng tại sao phải là cô Minh Vi đó sang đây làm việc? Bên công ty B&B còn rất nhiều nhà thiết kế giỏi mà. Chẳng hạn như Ngọc Anh. Anh thấy cô Minh Vi qua đây mới là hợp lý đó chứ. Tại vì cô ấy đã có nhiều thời gian làm việc tại công ty của mình, cho nên rất có kinh nghiệm. Giả lại thời gian vừa rồi cô ấy cũng làm việc rất tốt. Ba anh cũng đánh giá cao về Minh Vi. Hay là em có vấn đề gì với cổ? Chỉ là em không thích cái tính kiêu kỳ của cô ta thôi. Anh thấy Minh Vi mới là người dễ gần á. Hay là cô ấy quá bận rộn với công việc cho nên không có dành thời gian để đi ngoại giao với mọi người? Tại sao anh lại hiểu rõ cô ta như vậy chứ? Em nói gì vậy? À không, em định hỏi là bác gái đã xuất viện chưa? Chắc là ngày mốt mẹ anh sẽ về nhà. Mẹ anh cũng muốn gặp em lắm đó. Dạ, em sẽ qua thăm bác gái. Ủa, Minh Vi, sao cô qua đây sớm vậy? Chưa đến ngày của chính thức vậy đây mà. Bởi vì tuần sau tôi có việc phải ra khỏi thành phố, cho nên hôm nay tranh thủ ghé qua. Anh có thể dẫn tôi đi xem được không? Được rồi, tôi sẽ dẫn cô đi xem. Sẵn tôi có một số việc muốn trao đổi với cô luôn. Cảm ơn anh. Mỹ Tiên, em về lịch hẹn với công ty Á Đông nha. Anh đi cùng với Minh Vi để bàn dự án luôn. Nhưng mà xe không? Có xe không? Trời, thằng quỷ. Trời đứa ơi, sao mày cứ gỡ ngày mà ghẹo tao hoài vậy mày? Ghẹo cái gì? Kêu dùng chiếc taxi đi. Nữa mày cứ ghẹo tao hoài mày. Chủ chạy xe ế còn chết mày cứ ghẹo hoài vậy sao? Sao hôm nay quạo quá vậy? Chạy xe ế quá không có thiện. Ế lắm hả? Ừ. Đi. Vậy đi phải không? Ừ. Lên tao chở. Đi. Đi đâu? Cà Mau. Trời, thằng quỷ. Trời đứa ơi, xe tao mà chạy xuống Cà Mau nước đẩy xe cái xong không nổi. Giỡn cái chú thôi. Ừ. Thôi đừng có giỡn nữa. Nè, mày đó, mày đi đâu? Mày không lo làm cài trả nợ tiền người ta đi. Nó bắt mày, nó đem nó bán mày đó, tao nói cho mày biết. Trời ơi. Ừ. Chú giỡn mặt hoài. Dạ. Tưởng con về bán ai mua? Mua về làm gì? Mang nợ hả? Ai biết chuyện của nó? À chú. Ừ. Chuyện nợ này chú đừng lo. Dạ. Con giải quyết xong hết rồi. Mày giải quyết xong hết rồi? Dạ. Trời ơi. Mới đây mà vào lẹ vậy? Xin mày ăn trộm phải không? Còn ghê hơn ăn trộm. Vậy là ăn cướp. Ừ.
phải chứ làm gì vậy? Thôi mệt chú quá, nhiều chuyện quá. Nói chung tóm lại là coi như hồi đó là ba mẹ con ăn ở phúc đức bây giờ con được hưởng đừng quan tâm nhiều chú. Bữa trước giúp con đúng không? Tiền nhiều vậy đây nè trả chú số tiền bữa muốn gì đó. Gửi chú tiền cà phê. Trời, gửi tiền cà phê luôn hả? Dạ. Trời sang quá vậy chị. Rồi bây giờ mày đi đâu? Dạ con đi đâu chuyện con quan tâm làm gì? Mày bây giờ là không có làm cu li nữa hả? À dạ. Vậy chứ vậy đi đâu? Thôi con đi đâu kệ con đi chú ở hoài hả? Đi đi, đi lên tao chở. Thôi người ta đi với bạn gái mà. Bây giờ bạn gái hả? Ừ. Tao giao xe cho mày luôn. Thôi mệt chú quá. Nói chung là con nói chú nghe nè. Dạ. Cuộc đời của con á đừng quan tâm nhiều. Đừng quan tâm con nhiều gì kệ con nha. Trời không quan tâm nhiều. Đi nha, bữa nào rảnh cà phê cho chú. À bữa nào rảnh cà phê. Dạ. Trời không quan tâm nhiều. Vừa phải là mới bữa hổm mình lấy tiền người ta vẫn quan tâm nhiều. Trời. Ông sao vậy? Có coi tôi là bạn của ông không? Mẹ bệnh sao nói cho tôi biết? Trời ơi, lúc đó tôi còn tâm trí đâu nữa gọi cho ai. Mẹ bệnh mà. Lo lúc đó lỡ mẹ có chuyện gì không biết sống sao. Giờ mẹ ông sao rồi? Bị bệnh gì mà nhập viện? Nói chung là khỏe rồi. Mà bị xỉu thôi. Giờ về nhà rồi. Vậy cũng mừng. Để mai tôi ghé thăm mẹ. Ủa? Mẹ bớt bệnh rồi sao ông buồn vậy? Chuyện gì nữa? Tình cảm hay là công việc? Nói chung công việc á thì cũng tạm ổn. Còn tình cảm... không hiểu tại sao tôi đây không có cảm giác với lại Mỹ Tiên. Còn nhiều chuyện linh tinh khác nữa, nhức đầu lắm. Chuyện gì? Nói cho tôi biết coi. Gần đây trong gia đình của tôi xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Hay nói đúng hơn là những chuyện quái lạ thì khác. Tôi thì không bao giờ tin vào chuyện đó. Nhưng mẹ tôi, em gái tôi, thậm chí người làm đều khẳng định đó là sự thật. Chuyện gì vậy? Ông làm tôi tò mò quá nha. Họ nói là trong nhà tôi có ma, có oan hồn. Gì vậy? Tự nhiên ban đêm mà đem chuyện ma ra nói. Tôi không có giỡn nha. Làm gì vậy? Kể chuyện nhà tôi chứ đâu phải kể chuyện nhà ông đâu. Nhưng mà ông có tận mắt thấy con ma đó không? Chưa từng thấy. Tôi thì không có tin vào những chuyện ma quỷ cho lắm. Nhưng mà cái thế giới tâm linh, đó là một cái thế giới rất là huyền bí. Thậm chí khoa học bây giờ còn chưa chứng minh được mà. Cái thế giới thứ ba, cái thế giới người âm, có hay không? Bây giờ cũng là một dấu hỏi rất lớn. Nhưng mà... tôi cũng rất là mong gặp được con ma đó. Để đứa coi nó như thế nào. Nhưng mà... mẹ ông rồi em gái ông ở con sen ai cũng nhìn thấy hết, không lẽ họ bịa đặt? Không đâu, mẹ tôi bịa đặt chỗ đó để làm gì? Nhìn thái độ của bà tôi dám chắc đó là sự thật. Còn nữa, mẹ và em gái tôi hay nhắc tới cái tên Thu Cúc và Thu Phương với một tâm trạng hết sức là hoảng loạn. Hai người đó là ông có biết họ không? Tôi biết, nói ông làm gì? Nhiều khi mấy chuyện tâm linh khó lý giải lắm. Ông Quốc hả? Có chuyện này ông dám thử với tôi? Chạy. Nó vừa ngủ chút rồi. Chạy. Hứa đi canh mai với tôi mà sao ngủ hoài vậy? Chạy. Chạy đi. Tôi nghe ông Sen nói là mai hay xuất hiện giờ này lắm nè. Đi canh thiệt á? Bằng mọi giá tôi phải tháo gỡ vướng mắt này. Bây giờ chia nhau ra canh,
ông chọn trong nhà hay là ngoài sân? Chị gì mà chị ông ở đâu, tôi ở đó. Gì kỳ vậy hả? Ủa sao lúc trước ông nói là ở bên Pháp á, ông từng đi khám phá hết mấy ngôi nhà ma mà sao giờ không ma quá vậy? Khám gì mà khám, nổ trời ơi, vui quá. Mệt ông ghê á. Thôi thấy ông sợ quá thì ông nằm ngủ đi, tôi điên mình. Đừng điên mình, trời kỳ. Buông ra coi ông làm cái gì đấy. Gì vậy? Ông đi trước đi, sao đẩy tôi hoài vậy? Trời ơi, tôi đẩy ông hồi nào? Buông tôi ra làm gì nắm tay hoài vậy? Mở đèn nó đi lưu ơi. Có ai đi canh ma mở đèn không? Tôi sợ không mở đèn là mình không thấy con ma đó. Ông rảnh quá. Coi như là mình canh xong rồi đi nha, mình lên phòng ngủ đi. Trời ơi, ông muốn canh á phải đi một vòng mới biết có hay không chứ. Bữa nay canh không có thì mai canh, mai không có mốt canh, canh khi nào có thì thôi. Lu ơi, coi như là không có ma đi nha, đừng canh nữa, về ngủ luôn. Rồi anh ngủ mình đi, tôi tự đi. Dám ngủ không? Vậy tôi đi luôn. Sao nói sợ ma mà? Điên mình buồn. Ông rảnh quá. Luôn, đừng bỏ tôi luôn. Lưu ơi, hay là mình vô phòng ngủ đi Lưu. Đã canh rồi, phải tìm cho bằng được. Ngủ gì? Lưu ơi, nhà ông còn ghê hơn cái nhà hàng của tôi nữa Lưu. Có duyên quá. Lưu ơi, khỏi quá trời Lưu ơi, khỏi giờ. Khó cái gì mà khói? Sương mù đó. Không phải đâu. Trong phim mà nửa đêm có bà già hay dốt cái tiền vàng bạc lắm, ghê lắm đó. Cái gì vậy? Lâu. Cái gì vậy? Lâu ơi, phía trước ghê quá. Vậy ông canh phía trước thì tôi canh phía sau cả. Đấy, yên xỉu lúc này vậy? Thôi vậy? Thôi vậy đi. Sang, con làm gì đó vậy? Dạ là gì tối con đói bụng cho nên con xuống đây kiếm đồ ăn. Có gì không cậu? Nãy giờ con có thấy ai không? Trời ơi, con nói gì vậy? Nãy giờ có mình con à. Con đừng làm sợ nha. Bây giờ có làm gì không? Dạ không, con lên ngủ à.
giúp cậu một chuyện được không? Dạ, chuyện gì? Ra ngoài sân khiêng bạn cậu lên phòng giùm. Trời ơi Trọng Lưu ơi, tôi xin ông á, để cho tôi yên đi. Làm ơn để cho tôi mà sống thọ thọ một chút đi. Một kiểu như vậy hoài tôi chết sớm luôn á, không có giỡn được. Được rồi, cô không muốn nữa đâu. Vậy nha, con nhìn tôi đi vậy. Dạ. Làm gì hết hồn vậy? Té đau. Sao té? Bất cẩn té, xin lỗi cậu chủ. Ủa? Ủa cậu làm sao tôi thấy lão vậy? Dạ em xin tự giới thiệu với cậu chủ. Em tên là Tâm, em là nhân viên mới, mới vô làm được mấy ngày à. Em có nói chuyện quản lý rồi. Tại em làm công việc bán thời gian á, nên cậu chủ ít thấy nên không biết em á. Vậy hả? Dạ. Thì thôi dọn dẹp lại đi, tập trung làm việc nha. Dạ cảm ơn cậu chủ. Cái gì nó vậy? Điện thoại. Của em. Nghe đi. Nghe hả? Nghe nha. Nghe đi. Alo. Tao nè. Mới làm việc đây được mấy ngày à. Sao? Rảnh qua đây chơi. Ủng hộ luôn nha. Rồi qua liền nha. Rồi. Dạ. Bạn em rủ nó qua đây nhậu ủng hộ quán luôn. Vậy là tốt quá. Dạ. Làm việc đi. Dạ. Alo, Minh Vy hả? Không phải. Lúc nãy có kêu quốc ở đây không nói chuyện được. Khẩn cấp. Rồi. Sao? Hả? Gặp em chỗ cũ đúng không? Rồi, biết rồi. Thôi nha. Gì vậy? Sao? Chơi. Hồn hoài vậy? Hồi nào? Hết hồn. Làm gì mà nghe điện thoại hoài vậy? Dạ. Bạn em nữa. Nó gọi điện thoại, nó rủ nhậu em kêu qua đây luôn, qua ủng hộ quán. Vậy hả? Dạ. Vậy vậy dặn bếp nấu nhiều đồ ăn chút nha. Chắc đông người lắm. Dọn dẹp đi, bạn tới á, đông người lắm. Anh Tâm. Cái gì nữa? Sao anh không vô phụ em dọn dẹp? Rồi vô đi, để anh làm cho. Làm việc quán này áp lực quá, chắc xỉu luôn á. Lâu rồi tôi mới thấy mình yêu đời trở lại như vậy. Đà Lạt đẹp hơn khi có em. Thế giới giống vậy luôn thay đổi. Ông đề cao em quá rồi. Em thấy ông vẫn còn trẻ trung, không thua gì giới trẻ đâu. Không, đó là sự thật. Chính em đã giúp tôi cảm nhận được sức sống còn lại ở trong con người của tôi. Minh Vy. Em có sao không vậy? Không, em không sao. Minh Vy, tôi biết điều này là không thể. Tôi không cho em được bất cứ điều gì xứng với em. Giữa hai chúng ta đang ở hai thế hệ khác biệt nhau. Nhưng ngoài danh phận ra, tôi có thể cho em tất cả. Chỉ mong em cho tôi cơ hội được tiếp tục ở bên cạnh em, chia sẻ mọi thứ cùng em. Em sẽ suy nghĩ. Tôi chờ em. Đi. Anh tới lúc nào vậy? Anh tới nãy giờ rồi. Công việc tôi giao cho anh lúc tôi đi vắng. Ra sao? Nè, anh đã ghi chép đầy đủ hết trong này.
Hiện tại bây giờ anh cũng đã xin vô đó làm việc được mấy ngày rồi. Tốt, cứ tiếp tục bám trụ ở đó theo dõi cho tôi, ghi lại hết tất cả những thông tin mà anh có thể thu thập từ kiến thức. Nhớ phải chú ý tới anh bạn thân của anh. Chắc chắn là như vậy rồi. À, anh nghe nói hình như là tối nay cái người bạn đó tới nhà hàng. Bà uống sữa đi. Cảm ơn ông. Bà thấy trong người thế nào rồi? Ông yên tâm, tôi đã khỏe rồi mà. Chuyện đòi nhập viện lớn như vậy á, mà cả nhà giấu tôi. Tôi chỉ bị ngất thôi, chứ có gì nghiêm trọng đâu. Chính tôi đã ngăn tụi nhỏ. Tôi không muốn ông mất vui với bạn bè. Dạ ông bà ơi, có cô Mỹ Tiên tới chơi. Con xuống nhà rót trà mời khách đi. Ông bà ra liền. Dạ. Vậy mà tôi cứ tưởng là vợ chồng của Kim Luyến nó về. Nếu bà thấy trong người còn mệt á thì cứ nằm nghỉ đi, để tôi xuống dưới tiếp nó được rồi. Thôi tôi khỏe rồi mà, ông cứ ra trước đi, tôi xuống liền. Mất mấy ngày theo dõi, rốt cuộc không tìm ra manh mối gì hết. Còn nói không tìm ra được manh mối, thấy tôi bị hù muốn chết không? Ông cũng thấy mà. Nhưng ông có dám chắc là nhìn thấy ma không? Lúc đó tôi xỉu, nhưng mà ma thiệt á. Gái đẹp thôi mà làm gì dữ vậy? Cũng chỉ đẹp thôi chứ gì đặc biệt đâu. Ê! Ê! Ông có nghe tôi nói gì không? Ủa? Trước giờ Trầm Lu đâu phải là người mê gái đâu ta. Chỉ có ông mới là người hiểu tôi. Tôi không phải là hạng người đó. Vậy sao nhìn kỹ vậy? Ê! Bộ quen hả? Cô gái này rất đặc biệt đối với tôi. Cô ấy là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Tôi với cô ấy cũng có cơ hội làm việc chung với nhau rồi. Ngày mai cô ấy sẽ đến công ty của tôi để làm nhân viên tạm thời. Chắc là người đặc biệt lắm cho nên mới gây sự chú ý đối với ông như vậy. Đúng là rất đặc biệt. Nhưng mà tại sao hôm nay cô ấy đến đây một mình vậy ta? Hay là có hẹn với ai? Chắc là hẹn với ông á. Giỡn thôi. Nếu quen á, qua chào cô ta một tiếng đi. Tôi vô tôi coi đầu bếp nấu ăn để đâu rồi ha. Sao? Chuyện tình cảm của con với Trọng Lưu tiến triển tốt hả? Dạo này Trọng Lưu nó bận bịu quá nên bác với nó không có thời gian nói chuyện riêng. Dạ, con với anh ấy vẫn bình thường. Nhưng mà gần đây á, công ty nhiều việc quá nên là con với anh Trọng Lưu á, cũng không có dành thời gian nhiều cho nhau. Như vậy là con phải chịu thiệt thôi rồi. Con trai của bác á, lúc nào cũng ham công tiếc việc. Nó lại là đứa kiệm lời nữa, không biết chiều chuộng phụ nữ. Con đừng có buồn nha. Hai bác á, lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh để mà ủng hộ cho con. Dạ, con làm sao dám trách ảnh được. Đàn ông á, là phải đặt công việc lên hàng đầu. Như vậy á mới đáng là trụ cột của gia đình. Con á chỉ mong muốn làm sao á giúp ảnh á thật tốt trong công việc. Bác sẽ nói chuyện với Trọng Lưu nay mai. Bác muốn hai đứa làm lễ đính hôn càng sớm càng tốt. Có yên bề gia thất á thì người đàn ông mới phát triển được sự nghiệp. Với lại hai bác cũng thèm có cháu lắm rồi. Ở trong nhà mà không có tiếng cười của con nít á, nó buồn lắm. Tôi nói vậy đúng không bà? Đúng là như vậy đó. Mọi chuyện á con cứ để bác trai lo. Còn bác á
Bác sẽ lên chùa xin sư thầy cho một ngày tốt, rồi sau đó hai gia đình sẽ gặp nhau để người lớn nói chuyện. Con đừng có lo lắng gì hết đó. Dạ, con cảm ơn hai bác. Con sẽ nghe theo sự sắp xếp của hai bác. Thật bất ngờ khi gặp Minh Vy ở đây. Tôi cứ nghĩ là ngày mai chúng ta mới gặp nhau công ty chứ. Anh bất ngờ thiệt hả? Mà tôi thấy hôm nay hay là ngày mai cũng vậy thôi. Tại vì 3 tháng sắp tới chúng ta sẽ là đồng nghiệp rồi. Biết rằng là như vậy, nhưng mà gặp nhau ở đây á, tôi cảm thấy rất là thú vị. Thật ra ngày hôm nay tôi có hẹn với một người bạn gái. Cô ấy giới thiệu với tôi là nhà hàng này rất đặc biệt, phục vụ âm nhạc là những bản nhạc mang âm hưởng dân tộc. Tôi thích lắm, cho nên hôm nay tới đây xem thử. Hóa ra cô cũng thích loại nhạc này nữa à? Tôi là con gái miền Tây mà. Từ nhỏ đã nghe ngoại hát ru, rồi mẹ hát ru. Toàn là những bản cải lương rất là mùi. Mà nè, tôi không chỉ biết nghe thôi đâu nha, mà còn biết hát nữa đó, anh tin không? Vậy hả? Chị nghe nè Mai. Vậy hả? Không sao đâu, không sao đâu em. Chị cũng tới rồi. Vậy thôi, hôm khác gặp ha. Bye bye. Bạn của cô không đến được hả? Nó đang định đi, xong thì có chuyện đột xuất cho nên không đi được. Vậy là tôi có cơ hội ngồi ăn chung với cô rồi. Không biết là cô có đồng ý cho người bạn bắt đắc dĩ ngồi đây không? Được chứ, ngồi ăn một mình cũng buồn mà. Nhưng mà bộ anh cũng đi một mình luôn hả? Đi một mình, nhưng mà ăn tới hai mình lận. Có nghĩa là anh cũng đi với bạn. Vậy bạn ngồi đâu? Anh ngồi đây nãy giờ rồi bạn. Thật ra bạn của tôi chính là chủ nhà hàng này. Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi hay tới đây ăn những món ăn mà chính tay bạn tôi nấu. Hôm nay rất là thú vị khi mà được ngồi ăn với cô, rồi thưởng thức nhạc dân tộc nữa. Hóa ra là như vậy. Anh uống chút rượu vang với tôi nha. Cảm ơn cô. Mời anh. Mình ăn hả? Mời cô. Ủa mẹ, mẹ mới hết bệnh mà, sao lại ngồi đây? Mẹ đang có nhiều chuyện phải lo lắng ở trong lòng, nên ngồi đây nhìn trời nhìn mây cho thư thả một chút. Nhưng mẹ lo lắng chuyện gì? Là chuyện của con chứ là chuyện gì? Chuyện của con? Là chuyện gì với mẹ? Con ngồi xuống đây. Sao mẹ không lo cho được? Đến giờ này mà con vẫn còn ở một mình. Đến khi nào mà con yên bề gia thất á, thì mẹ mới yên lòng. Tưởng con làm điều gì bất hiếu khiến cho mẹ phải lo lắng chứ. Ai ngờ... Là đàn ông, hơn nữa lại là đứa cháu đích tôn duy nhất trong dòng họ. Chuyện con không chịu lập gia đình, yên bề gia thất, sanh con đẻ cái để nối dõi tông đường. Tội đó cũng vì liệt vào tội bất hiếu đó con. Mẹ ơi, cái chuyện hôn nhân còn phải tùy duyên nữa, chứ đâu phải muốn lấy là lấy đâu. Con đừng cố chấp nữa. Con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ. Hôm rồi ba mẹ có đề cập đến chuyện hôn nhân của con với Mỹ Tiên. Con đã quyết định sao rồi? Con còn suy nghĩ gì nữa? Theo mẹ thấy, Mỹ Tiên rất hợp với con. Nói về nhan sắc, trình độ học vấn, kỹ năng giao tiếp, Mỹ Tiên là một cô gái tuyệt vời. Lấy một người vợ ăn đời ở kiếp với mình phải xét về nhiều mặt. Như vậy hôn nhân mới được bền lâu. Con đâu có chê Mỹ Tiên ở chỗ nào đâu. Cô ấy là người xinh đẹp, dễ thương. Nói chung là cô ấy rất là hoàn hảo. Nhưng cái quan trọng nhất là con ở bên cạnh cô ấy con không có cảm xúc. Mẹ biết rồi đó, hôn nhân mà không có tình yêu thì làm sao mà sống hạnh phúc được. Con đừng có lo lắng nhiều quá. Lấy nhau về
Sự gần gũi sẽ làm cho các con yêu thương nhau, cảm xúc từ đó mà có. Mẹ thèm được nghe tiếng khóc của trẻ con, thèm được ôm cháu nội ở trong lòng. Thôi, cái chuyện này á, từ từ rồi con tính, rồi con trả lời với mẹ sau nha. Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Mẹ cảm thấy quỹ thời gian của mẹ không còn bao lâu nữa. Đêm dài lắm mộng con à. Con biết rồi. Mẹ đang bệnh á, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Thôi bây giờ mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi nha. Nhìn mặt ông là không phải tới đây để ăn cơm trưa rồi. Nhanh, chuyện gì nói mau lên đi. Ông không có thời gian, tôi cũng không có thời gian nữa. Dạ, mời cô chú. Mời anh. Cảm ơn. Căng thẳng quá. Gì? Gia đình bắt tôi lấy vợ. Vậy quá tốt rồi. Tôi thấy Mỹ Tiên là người năng động nè, học cao nè, lại đẹp nữa chứ. Vậy quá tốt rồi, gì mà phải căng thẳng. Tốt cái con khỉ. Lấy một người phải có tình yêu chứ, phải có cảm xúc mới lấy được chứ. Thì cảm xúc đôi khi nó chợt đến, cũng có đôi khi là khi mà mình tiếp xúc nhau, mình gần gũi nhau thì nó nảy sinh cảm xúc. Ông phải cho mình cơ hội đi, mở rộng mình cái trái tim mình ra. Tôi thấy ông là lạ lắm á, kể từ khi Đan Khanh gặp tai nạn ra đi. Xin lỗi, tự nhiên nhắc chuyện cũ của ông. Không có gì đâu. Thật ra nhắc tới Lan Thành, tôi không thấy mình còn yêu cô ấy nhiều quá. Vì cô ấy là mối tình đầu của tôi mà. Từ lúc mà cô ấy rời xa tôi đến bây giờ, tôi cảm nhận được không có cô gái nào để có thể thay thế cô ấy. Người ta nói tình yêu giống như con chim đậu trên cành cây vậy. Khi buồn á thì nó đậu một lần rồi nó bay. Khi vui á thì nó đậu nhiều lần. Quan trọng là ông phải nắm bắt cơ hội. Chẳng lẽ vì chuyện này mà ông không kết hôn sao? Ông nên nhớ ông là con trai độc nhất trong nhà đó. Tôi biết rồi. Làm gì bữa nay nói chuyện văn qua dữ vậy? Đôi lúc đàn ông á cũng phải nghĩ đến gia đình. Đừng có sống ích kỷ cho bản thân mình quá. Phải nghĩ đến gia đình, ba mẹ, dòng họ, tổ tiên. Phải lập gia đình, kết hôn, sinh con, đẻ cái, để nói giỏi tông đường. Vậy thì vui vẻ mà chấp nhận đi. Quan trọng á, là người vợ này á, là do ba mẹ ông chọn. Nếu không vì mình á, thì cũng nghĩ là nên vì chữ hiếu đi trả ơn cho ba mẹ. Thật lòng mà nói thì cô ấy rất là xinh đẹp, dễ thương, không có điểm nào để chê hết. Nhưng mà thật sự tôi không thể nào có cảm giác với cô ấy được. Làm sao đảm bảo được hạnh phúc gia đình? Ông không cho người ta cơ hội, hay là ông tự tước đoạt cơ hội của mình? Do ông hết á, tự quyết định đi. Ôi, tôi cũng mệt mỏi quá. Nói chung cái thời gian còn dài, còn nhiều điều để cho tôi suy nghĩ mà. Tôi không muốn là cướp đi cái hy vọng mà mẹ tôi muốn bồng đứa cháu nội, hiểu không? Ừ, như vậy thì quyết định là như cũ nha. Cưới vợ đi. Cái áo mà phù rể á, phải để cho tôi khoác vô mới được. Đó. Cho ông chủ hôn được không? Giờ này mà chồng con vẫn chưa về hả Luyến? Dạ chưa. Thằng cha chết bầm đó, về đây là biết tay con. Thôi mặc kệ nó đi, nó có coi căn nhà này ra gì đâu. Chẳng qua đây chỉ là căn nhà trọ để cho nó về nghỉ ngơi miễn phí. Thông cảm chú ấy đi, công việc công ty cũng nhiều. Xong công việc thì cũng phải ra ngoài giao du với bạn bè nữa, chứ không lẽ về nhà liền. Còn em nữa, muốn nói chuyện gì với chồng á, phải lựa lời, nói nhẹ nhàng để chồng hiểu. Đụng một cái nào la làng, coi chừng phản tác dụng đó. Tại con mới về nên chưa biết thôi. Cái thằng này đó vẫn chứng nào tật nấy. Ba thật hối hận khi gả con gái cho nó. Thôi được rồi, con nghe ngoài cũng mệt quá, con đi lên lầu ngủ đi. À,
cha mẹ càng ngày càng già, sống vui vẻ nhờ vào con cái. Vậy mà đến giờ này hai anh em tụi con vẫn chưa có cái gì ổn định hết. Con coi đó, em con nó đã lấy chồng mấy năm nay rồi, vậy mà chưa có con cái gì hết. Không biết là nên nói là hôn nhân của nó là hạnh phúc hay là bất hạnh không nữa. Giờ đây bao nhiêu hy vọng ba mẹ chỉ trông mong vào mỗi mình con à. Con định chờ cho ba mẹ xuôi tay nhắm mắt rồi mới chịu cưới vợ hay sao? Đã một tuần trôi qua rồi, từ khi mà mẹ đặt vấn đề hôn nhân của con với Mỹ Tiên, sao con vẫn chưa trả lời mẹ? Con luôn nói hôn nhân là phải có tình yêu, vậy cái tình yêu đó của con á, chừng nào tới? Con có biết năm nay con bao nhiêu tuổi chưa? Tại sao không chịu kết hôn? Thôi, con đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mỹ Tiên là một cô gái tốt, ít nhiều gì ba mẹ cũng đã chọn cho con rồi. Con sẽ không ân hận với quyết định này của ba mẹ đâu. Còn nếu như mà con không đồng ý, mẹ sẽ chết cho con vừa lòng. Mẹ à, đó, con thấy mẹ con nói chưa? Con không muốn trở thành một đứa con bất hiếu, nhưng mà thôi, chuyện hôn nhân của con ba mẹ cũng sắp sao cũng được hết. Thiệt hả con? Ông ơi, nó đã đồng ý rồi.